chú sẽ leo lên ngọn cây, chú sẽ cột sợi dây này, thì chú hái xoài xuống cho chú đưa xuống là con ở dưới là con lập cây chưa? Trên cây xoài, ôi trời ơi, trên cây khe luôn. Ôi xoài chết bằng khe luôn kìa. Ôi quá chừng luôn. Trời ơi. Rồi giờ chú lên leo lên cây nha. Sao không phải là con leo mà lại là leo mày té rồi sao? Dây dây luôn. Ừ. Bây giờ chú sẽ lên đây, chú sẽ bột lên dây đây. Rồi, bây giờ chú sẽ leo lên cầu thang. Chú lên nha. Dạ. Rồi, xoài chín nhiều lắm thôi. Bạc ngàn luôn rồi. Ây da. Ôi, bạc ngàn luôn. Xoài trái không ở bên kia trái chín đâu ta? Mình thấy trái chín mười khuy, một trái chín bên đây mà. Bên đâu? Bên kia, bên đây, trên này đây, chín mùi luôn nè. Đây, bên này có trái chín đỏ luôn. Yeah, cái vô mắt hả? Đang trên mái nhà. Cây xoài nặng chịu trái, có một cây xoài mà trái không là trái. Ôi nguyên đây chùm đây luôn nè, thấy không? Tí qua kia mình hái trái chín, một chùm 50-60 trái luôn. Cái gì này xoài già hết á, mình hái vô mình vú mang bán nữa đó. Xoài này xoài già hết rồi mà bên chùm này không có xoài chín mới đâu chứ, bên kia xoài chín nằm bên kia rồi. Chỉ có thường thôi. Dạ không. Chụp nhổ đâu? Đừng có tha mà chụp. Quay chùm chín luôn. Đã lắm. Bỏ đây. Chùm của bạn. Chùm lên. Cái gì sao đúng á? Cái gì? Ôi. Đây cái này. Hết luôn rồi này. Cái xoài nặng kiểu trái luôn, trái không là trái. Hả? Xoài này ăn hết nổ mét nữa trời. Ôi, cặp bên đây có một chùm bự nữa nè. Cái số hả? Tôi xếp xoài là mới lấy mang xuống được chứ. Đây nè, trời ơi, xoài đã ghê bà con ơi. Rồi, chú đang đang xếp xoài dao xuống nè. Đây, ngắt mấy ngọn này dao xuống. Mùa bội thu bạn ơi, một mùa bội thu bạn ơi. Trời ơi, chùm cái này đi, bảo sao. Đây nè. Thấy chưa, mày ham, sức thiểu, mày đặt. Đưa xuống nè Tèo ơi. Chú không xuống được đâu chú. Không phải là chú không xuống được đâu. Nè. Mà xuống nè. Rồi. Xuống chú ơi, thả ra xuống chú ơi. Bé thì mới vô đó. Trời xoài quá chừng đây xoài. Này một mùa bội thu rồi. Đang mùa thu hoạch xoài. Đang mùa xoài các bạn. Xoài này chín hết rồi. Xoài này là xoài gì cũng quên mất tên. À lẹ hơ, em chết xoài lại.
tôi mới trèo lên lên cái ngọn cây này, không nguy hiểm đó bạn ơi, tại vì tôi mới thấy một cái sòi chín, thấy không, một cái sòi chín vàng ươm luôn nè, bảo sao mà không mê được con bằng sòi chín cây. Đây 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 đây, mà thấy mê không? Ô rụng luôn mới đâu chứ, đã ghê, hai trái là mà ta mùa thu hoạch xoài. Ồ phải thấy xoài đã không, rồi vàng ươm luôn. Đang 28, bây giờ hai mang vú vú. Ồ một đống xoài trên cây còn nhiều lắm mấy bạn, mà hái không hết được cái đâu chứ, này phải hái từ từ mới hết nổi được. Giờ nãy chú bị mất cái cầu thang rớt xuống dưới kia ở dưới hả? Ừ. Qua ăn xoài, ăn cắt xoài nha mà. Trời ơi xoài đẹp 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 đã ghê. Nè. Có người kêu mượn. Thơm ghê á. Gì ta? Nãy có. Nè. Chú. Gì? Nãy có người kêu mượn cái thang. Sao người đó có kêu có thang rồi? Lật lên lật lên lật lên. Người đó có kêu có thang rồi. Đây nằm nha mấy bạn. Ôi đó, đó xoài đó chét luôn, thơm ghê. Kết hợp vô. Kết hợp lộn rồi. Đó, căn khúc đó đi. Nè, 1, 2. Nhìn nè. Ăn bở luôn hả? Ăn ghê không? Xoài là xoài rất ngọt mà. Đắng lắm không? Bỏ đắng đó. Bỏ vỏ nha, ai ghê ăn vỏ. Vỏ làm gì kêu đắng. Bỏ vỏ đi. Xoài đâu có ăn. Ngon lắm mấy bạn. Xoài mà dạng khè á, ở trên cây nó ngọt. Xoài dưới kia ngon rồi. Ai mà chơi ngu mà bỏ đường vào đây nữa là ngọt mà chết luôn á bạn, tiểu đường chết luôn á. Hên lên chỉ kiếm được cái xoài chín, chín đỏ phần ươm ngon thì thôi á, ngon bá cháy vào chét luôn ha. Cũng hơi chua chua tí, xoài vậy mà còn chua, ăn xoài chín cây vậy là quá ngon rồi, còn chua chua. Thêm miếng ớt nữa rồi. Thêm miếng ớt xoài. Bé chó của nhà mình đây nè. Đây. Chó sợ quá nó chạy. Cảm ơn hả? Thôi dục. Chó ăn xoài luôn ha chó. Quỷ à. Đây. Còn ngày hôm nay, clip ngày hôm nay là clip mùa thu hoạch xoài của chú đó thôi. Trên cây và chú á. Trên cây vẫn còn mấy trăm ký nữa. Nhưng mà tạm thời hái cái này thôi. Nhớ đăng ký bật chuông để cập nhật các video mới nhất nha. Chào lại các video sau. Bye bye.